Mưu kế quỷ cốt tử phần nội kiện chi sách kế sách vẹn toàn. Nội là tự trình bày ý kiến, kế hoạch, mưu kế của mình. Kiện là bao quát kế hoạch, mưu kế của mình cho thuộc hạ, cho bạn đồng lưu hoặc với một người náo đó. Nói chung nội kiện là một kế hoạch, một kế mưu được suy nghĩ trước, chuẩn bị chu đáo trong một hoàn cảnh nhất định. Kiện cũng có nghĩa là kiên định với sách lược của mình ví dụ như Khổng Minh chưa ra khỏi liều tranh đã nêu ra quyết sách chia ba thiên hạ, theo thế chân vạc, cả đời thực hiện kế sách này. Muốn thực hiện sách nội kiện phải biết mối quan hệ và phương thức kết hợp giữa người với người, giữa nhà vua với bề tôi. Một, Xét mối quan hệ giữa người với người hoặc giữa vua với bề tôi rất phức tạp, không chỉ xét phím diện bên ngoài để xét đoán, đôi khi tuy bề ngoài có vẻ xa cách nhưng thật sự là thân mật bên ngoài có vẻ thân mật nhưng thật sự lại xa xôi nhạt nhẽo bề tôi ở cạnh vua nhưng mưu kế sách lược không hợp thì không được dùng dù xa xôi vạn dặm nhưng mưu kế tương hợp với nhau vẫn được tin dùng xa mà thân với vua là do âm đức đạo đức tài năng gần mà không được tin dùng là do chí hướng khác nhau đạo lý không hợp nhau thân hoặc sơ, gần hoặc xa. Mưu kế được tin dùng hoặc không được tin dùng phần nhiều là do ở phương thức kết hợp. 2. Trong mối quan hệ vua tôi có nhiều phương thức kết hợp, do đạo đức mà kết hợp, do bè đảng mà kết hợp, do địa vị, tiền tài, vật chất, nữ sắc mà kết hợp. Do đạo đức mà kết hợp thì tuy là thần tử nhưng là thầy của vua. Do bè đảng kết hợp tuy phận thần tử nhưng lại là bạn bè của vua. Do địa vị, tiền tài, vật chất, nữ sắc, kết hợp là sự kết hợp của vua bất minh, bạo ngược với bọn bề tôi su nịnh. 3. Khi đã hiểu rõ được mối quan hệ và phương thức kết hợp của đối phương thì dễ dàng trong việc thuyết phục đối phương. Như muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn thân thì thân, muốn sơ thì sơ, muốn thành tựu thì thành tựu tương tự như loài nhện, loại này rất yêu con, nhưng muốn đi thì đi muốn đến thì đến. Khi đi không hẹn giờ ngày, khi về không báo trước, một mình đi một mình đến, độc vãn độc lai, like, tùy theo lòng mình mong muốn, tùy tâm sở dục. 4. Người du thuyết không được trọng dụng cũng có nhiều nguyên nhân do chỉ hướng bất đồng và đạo lý khác nhau giữa người du thuyết với người được du thuyết. Do chính sách, biện pháp của người du thuyết không thích hợp với tình hình của nước đó. Do không tìm hiểu đối phương nên không thuyết phục khống chế được đối phương. Vì thế người ta nói, không đồng lại với nhau chỉ thấy cái nghịch lại với nhau. Không chiếm được cảm tình của đối phương thì không thu lượng được gì cả. Năm xẹt An định nhân dân tinh thành hợp tác, đạo lý của việc trị dân là giúp dân lập nghiệp, sống trong an bình. Muốn vậy vua tôi phải có hợp tác tinh thành có tinh thành hợp tác thì mới an định được dân sinh. Bản thân mưu sĩ phải củng cố đạo đức, lễ nghĩa, nghiên cứu và khảo chứng mưu kế, tìm hiểu sơ thành tựu và không thành tựu, sự ích lợi và sự tổn hại của đất nước, của nhân dân. 6. Cách trị loạn, một nước nếu vua hôn ám, không lo quốc gia chính sự, thần dân phân tán mà không hay biết, đối nội theo ý chủ quan của mình, đối ngoại không chú ý đến thời cuộc, không chiêu nạp trọng dụng nhân tài, không lắng nghe ý kiến của mưu sĩ, tất yếu là loạn lạc sẽ xảy ra. Nếu trong lúc đất nước nguy nan, mưu sĩ được trọng dụng trước hết là phải đối phó, bài trừ sự hư ngụy, giả dối, đồng thời chăm lo đến việc giáo hóa nhân dân và nuôi dưỡng vạn vật. 7. Sách nợ kiện có ba kế. Tấn tài sử dụng người tài của tấn dùng ở sở tiến ngôn mật quyết bí quyết hiến kế tùy tâm sở dục tùy tâm lý và dục vọng kế thứ nhất tấn tài sử dụng người tài nước tấn dùng ở sở tấn tài sử dụng là chỉ người tài nước này được nước khác nể trọng hoặc đem tài của mình ra áp dụng ở nước khác xa mà được nể trọng thân mật là do âm đức tài năng đức độ gần mà không thân là do chí hướng không hợp nhau. Muốn thực hiện kế này phải hiểu rõ các nhân tài, mưu sĩ của nước đối phương. Đối đáp phải linh hoạt tài tình, ngẩng cao đầu, nâng cao uy tín của mình. Thí dụ, đi xứ nước chó chui lỗ chó. Chư hầu thấy nước sở cường thịnh đều có ý sợ hãi, sai sứ đến triều cống, quan đại phu nước tề là án anh tên tự là bình trọng phụng mệnh tề cảnh công sang xứ nước sở. Sở linh vương bảo triều thần rằng, án anh mình không đầy năm thước mà chư hầu đều khen là người giỏi. Này các nước chỉ có sở ta là cường thịnh hơn cả, ta muốn là cho án anh sĩ nhục để nâng cao uy nước sở, các ngươi nghĩ xem có kế gì. quan thái tể là viên khải cương mật tâu rằng, án anh là người có tài ứng đối, tất phải dùng nhiều cách mới sỉ nhục được hắn. Viên Khải Cương liền đem mưu kế nói với sở Linh Vương. Sở Linh Vương nghe lời. Đêm hôm ấy, Viên Khải Cương đem quân ra khoét một cái lỗ nhỏ ở bên cửa đông vừa vặn độ năm thước, rồi truyền cho quân canh cửa đợi khi nào xứ nước tề đến thì đóng chặt cửa lại rồi bảo chui qua cái lỗ nhỏ ấy mà vào. Được một lúc, hán anh mặc áo cừu rách, đi cái xe xấu và con ngựa gầy đến đến cửa đông thấy cổng thành đóng liền dừng xe lại sai người gọi cửa quần cành cửa trỏ vào cái lỗ nhỏ ở bên cạnh mà bảo án anh rằng ngài đi qua cái chỗ ấy cũng rộng rãi chán cần gì phải mở cửa án anh nói đó là chỗ chó chui chứ không phải chỗ ngồi đi có sang xứ nước chó thì mới vào cửa chó chứ sang xứ nước người thì tất phải đi cửa người. Quần cành cửa đem lời nói ấy phi báo với sở linh vương. Sở linh vương nói, ta tính bẩn hắn, ai ngờ lại bị hắn bẩn lại. Nói xong, truyền mở cửa thành cho án anh vào. Án anh vào trong thành, thấy có một toán xa kỵ, người nào cũng to lớn lực lưỡng và rộng râu, tay cầm một ngọn giáo thật dài, trông như vị thiên thần, đến đón án anh có ý muốn tỏ rõ án anh là người thấp luôn bé nhỏ. Án anh nói: "Ta sang xứ hôm nay là vì việc giao hiếu, chứ không phải là muốn gây chiến tranh, dùng làm chi những kẻ vũ sĩ ấy." Án anh nói xong bảo vũ sĩ đứng ra một bên, rồi dục xe thẳng tới cửa triều. Ngoài cửa triều có hơn 10 viên quan, đều mũ cao áo dài, đứng sắp hàng hai dãy. Án anh xuống xe, chắp tay với chào. Trong hàng các quan Có một viên trẻ tuổi hỏi án anh rằng Ngài có phải là án bình trọng Người ở đất di duy đó không Án anh nhìn xem ai Thì tức là đấu vi quý Tên gọi đấu thành nhiên Hiện đang làm quan giáo doãn Án anh đáp rằng Phải, chính tôi đó Chẳng hay ngài định dạy điều gì Đấu thành nhiên nói Nước tề Kể từ đời thái công thở xưa vốn là một nước cường thịnh, sau tư khi hoàng công mất đi rồi, trong nước nhiễu loạn, tranh cướp lẫn nhau, hết bị tấn đánh, lại bị tống đánh. vua tề ngày nay cũng chẳng kém gì hoàng công, mà cái hiền đức của ngài phỏng có thua gì quan trọng? sao ngài không biết giúp vua tề để chấn hưng cơ nghiệp cũ, mà chịu cúi đầu thờ nước lớn như nô bột? thật tôi không hiểu ra làm sao. án anh đáp rằng có biết thời thế mới gọi là tuấn kiệt có thông cơ biến mới gọi là anh hào từ khi nhà chu suy tề và tấn làm chủ ở nam mang dẫu bởi có nhân tài nhưng chẳng qua cũng là do khí vận kỳ như tấn tương côn và từng một công cường thịnh biết bao mà sau cũng phải hèn yếu nước sở từ khi vua trang vương mất đi cũng thường bị quân tấn và quân ngô đến đánh cứ gì một nước tề chúa công tôi hiểu lẽ ấy cho nên vẫn luyện tập quân mã để đợi thời. Nay sai tôi sang đây là theo lễ giao hiếu với lân quốc, sao gọi là nô bột được. Ngài có phải dòng dõi tử văn đó không? Tử văn khi xưa là một bậc danh thần nước sở, biết thời thế, thông cơ biến, mà sao lời nói của ngài nghe trái với tử văn nhiều lắm. Đấu thành nhiên thẹn đỏ mặt lên, cúi đầu lui ra. Được một lúc, trong hàng bên tả lại có người hỏi án anh rằng án bình trọng tự phụ là người biết thời thế thông cơ biến nhưng trong khi thôi trữ và khánh phong nổi loạn thì triều thần nước tề từ dãy cử trở xuống bao nhiêu người tử tiết trần văn tử cũng bỏ cả cơ nghiệp mà đi ngài là thế gia nước tề đã không dám đánh giặc cũng không biết tử tiết còn bo bo giữ lấy danh vị làm chi án anh nhìn xem ai thì tức là quan thượng đại phu nước sở tên gọi dương mang tên tự là tử hà án anh đáp rằng người có tiếc lớn thì không cần những điều nhỏ mọn người biết lo xa thì không nghĩ đến những sự tầm thường ông vua vì nước mà chết thì bề tôi nên chết theo nay vua trang công tôi không phải vì nước mà chết những người chết theo toàn là vì tình riêng Tôi dẫu hèn mặt có đâu dám liều chết để mua lấy cái hư danh ấy. Vả bề tôi gặp lúc trong nước có nạn không thể làm gì được thì mới nên bỏ đi. Tôi không đi là để lập vua mới mà giữ lấy nước, chứ có phải là vì tham danh vị đâu. Huống chi là việc biến loạn, nước nào chẳng có. Ngài chắc các quan triều thần nước sở đều là những người một lòng tử tiết cả hay sao? Sao ngài chỉ biết trách người mà không biết trách mình? dương mang nín lặng không đáp lại được nữa bỗng thấy trong hàng bên hữu lại có một người ra hỏi án anh rằng ngài muốn nói là ngài muốn lập vuông mới để giữ lấy nước câu nói ấy có ý khoe khoang quá trong khi họ thôi và họ khanh giết lẫn nhau họ trần và họ bào tranh quyền nhau chẳng thấy ngài có mưu kế gì lạ cả nếu quả ngài có lòng báo quốc thì sao lại như thế án anh cười mà nói rằng Ngài biết điều ấy, nhưng chưa biết điều khác. Lúc bấy giờ, tôi ở liền bên cạnh chú công, tôi bày mưu kế để giữ yên nước nhà, những kẻ bàn quan tài nào biết rõ được. Trong hàng bên tả lại có một người ra bảo án anh rằng, Đại trưởng phu gặp thời, đã có đại tài lược, tất có đại quy mô. Tôi xem ra thì ngài khó mà tránh khỏi được cái tiếng bỉ lận án anh nhìn xem ai thì là quan thái tể nước sở tên gọi viên khải cương án anh nói tại sao ngài lại biết là tôi bị lận viên khải cương nói thân danh ngài làm tướng quốc thì mũ áo và xe ngựa tưởng cũng nên trang sức để tỏ cái ân huệ của vua cớ sao lại mặc áo cừu rách cưỡi con ngựa gầy mà đi xứ nước ngoài như vậy chẳng lẽ lương ăn không đủ hay sao Tôi nghe nói cái áo cừu của ngài may từ thở bé, đã 30 năm nay không thay, mà mỗi khi tế lễ, ngài dùng con lợn nhỏ quá, đến nỗi va lợn không chật mâm, như thế không phải bị lợn là gì. Án anh vỗ tay cười rầm lên mà nói rằng, sau kiến thức của ngài thiển cận như vậy, tôi từ khi làm tướng quốc đến giờ, suốt trong họ hàng nhà tôi đều được mặc áo đẹp, ăn miếng ngon, không ai phải đói rét những người hàng sĩ nhờ tôi mà được ấm no, cả thảy đến hơn 70 nhà, thế thì muốn tỏ cái ân huệ của vua, còn gì bằng điều ấy. Án Anh nói chưa dứt lời thì trong hàng bên hữu lại thấy có một người trỏ tay vào mặt Án Anh mà vừa cười vừa nói. Tôi nghe nói vua thành thang mình cao chính thước là bậc hiền vương, tự tan sức địch muôn người là bậc danh tướng. Nay ngày mình thấp không đầy năm thước, sức yếu không trói nổi một con gà, chỉ nghe bẻo lẻo mồm miệng, tự phụ là tài giỏi, tôi tưởng nên lấy làm xấu hổ lắm mới phải. Án anh nhìn xem ai thì tức là cháu công tử chân, tên gọi nang ngoả, tên tự là tử thường, hiện đang làm chức xa hữu. Án anh tủm tỉm cười mà đáp rằng, tôi nghe nói cái quả cân dẫu nhỏ, bao giờ cũng đè được nghìn cân, cái chèo dữ dài, bao giờ cũng ngâm ở dưới nước Trương địch người cao mà bị giết ở lỗ, Nam Cung trường vạn sức khỏe mà bị giết ở tốn, Trúc Hạ mình dài sức khỏe, có lẽ cũng giống hai người ấy. Tôi biết thân không có tài cán gì, nhưng hỏi gì thì phải nói, sao ngài lại chê là bẻo lẻo mồm miệng. Nàng ngọa không biết nói thế nào nữa. Bỗng nghe báo có quan lệnh doãn và viễn bãi đến. Các quan đều sắp hàng đứng đợi. Ngũ cử mời án anh vào triều, rồi bảo các quan đại phu rằng án bình trọng là hiền sĩ nước tề sao các ngài lại nói quá như vậy được một lúc sở linh vương ra ngự triều ngụ cử đưa án anh vào ý kiến sở linh vương trông thấy án anh liền hỏi rằng nước tề quả thật không có ngùi hay sao án anh nói người nước tề tôi hà hơi thì thành ra mây vẫy mồ hôi thì thành ra mưa đi thì phải chen vai đứng thì phải chen chân, sao gọi là thiếu người." Sở Linh Vương nói. "Thế thì sao lại sai tiểu nhân sang xứ nước ta?" Án anh nói. "Nước tôi vẫn có lệ, người hiền sang xứ nước hiền, người ngu sang xứ nước ngu, đại nhân sang xứ đại quốc, tiểu nhân sang xứ tiểu quốc. Tôi là tiểu nhân, bất tài bất lực, vậy mới phụng mệnh sang xứ nước sở." Sở Linh Vương nghe nói có ý hổ thẹn nhưng trong lòng lấy làm lạ. Gặp bấy giờ có người ở ngoại thành đem dân hợp hoang quốc quýt, sở linh vương cầm đưa một quả, án anh cầm ăn cả vỏ. Sở linh vương vỗ tay cười rầm lên mà bảo rằng, người nước tề dễ thường không ăn quýt bao giờ, cớ sao lại không bóc vỏ. Án anh nói, cú theo trong lễ thì vua đưa cho quả gì, bề tôi cũng không được bóc vỏ mà quản đi nay đại vương không truyền cho bóc vỏ nên tôi phải ăn cả sở linh vương bất giác kính phục mời ngồi uống rượu được một lúc có ba đến bốn vũ sĩ giải một tên tù đi qua dưới thềm sở linh vương nói tên tù ấy người ở đâu vũ sĩ tâu người nước tề sở linh vương hỏi phạm tội gì vũ sĩ tâu tội ăn trộm Sở Linh Vương ngoảnh lại bảo án anh rằng Người nước tề dễ thường quên tính ăn trộm hay sao? Án anh biết là sở Linh Vương cố ý bày ra chuyện ấy để chế nhạo mình Mới đáp lại rằng Tôi nghe nói giống quýt ở xứ Giang Nam vốn ngọt Đem sang trồng ở xứ Giang Bắc thì hóa ra chua Là tại thổ nghi không giống nhau Này người nước tề Khi ở nước tề thì không ăn trộm Khi sang sở thì hóa ra ăn trộm thế là tại thổ nghi nước sở, chứ có tại vì người nước tề. Sở Linh Vương nín lặng hồi lâu rồi nói rằng, ta định chế nhạo nhà ngươi, chẳng ngờ lại bị nhà ngươi chế nhạo. Bền tiếp đại án anh rất trọng thể cho đến khi về nước tề làm bàn. một Sở vương ỷ mình là nước lớn, cường thịnh, cố ý bày mưu sĩ nhục án anh, xứ nước tề. Án anh biết rõ gốc gác từng mưu sĩ của nước Sở, kiến thức lại rộng rãi, ứng đối như nước chảy phá được các mưu kế và sự chế nhạo của vua Sở, làm cho vua Sở kính nể. 2. Tư Mã Thiên hết lời khen ngợi án tử. Giả sử án tử mà còn, tôi tuy cầm roi ngựa cho ông, xin cũng vui lòng. Kế thứ hai, tiếng ngôn mật quyết bí quyết của việc hiến kế Tiếng ngôn mật quyết là bí quyết của việc du thuyết, thuyết phục hoặc can gián nhà vua. Nhiều người du thuyết, can gián thất bại thậm chí thệt thân do một phần không nắm vững bí quyết. Quan hệ vua tôi là quan hệ trên và dưới, có thân và có sơ. Gần mà không thân thì mưu kế chưa chắc được dùng, lời can gián không được nghe, có khi đưa ra mưu kế hoặc lời can gián còn hại cho bản thân theo quy luật vật cùng loại thì hô ứng, không đồng loại thì không hô ứng với nhau. Tương tự, con người thường chủ quan, cảm tính và thiên kiến, không đồng tình với ý mình thì cho là trái, không hợp với tâm lý tình cảm của mình thì cho là nghịch. Người can gián, dù thuyết hiểu đạo lý này thì thành công không nắm vững thì thất bại. Thí dụ A, luộc cho đủ số 28. Vua Tần Tần thủy hoàng ghét và giam thái hậu, ai can ngăn thì giết. Có người ở Thương Châu tên là Mao Tiêu, nhưng đến chơi Hàm Dương ở nhà trọ, nghe người ta nói đến việc ấy, Mao Tiêu căm tức nói rằng: "Còn mà giam mẹ thì còn trời đất nào nữa?" Rồi bảo chủ trọ cho nước nóng để tắm gội, sớm hôm sau xẻ vào can vua Tần. Người trong nhà trọ can rằng: 27 người kia là bề tôi thân tín của nhà vua thế mà can không được còn bị giết liền tay, huống gì nhà ngươi. Mao Tiêu nói, chỉ có 27 người nhà vua không nghe, nếu có người can nữa thì vua tần nghe cũng không biết chừng. Những người cùng ở nhà trọ cười và cho là ngu. Sáng hôm sau, vào trống canh năm Mao Tiêu gọi chú trọ lấy cơm ăn thật no để đi. Chủ trọ nắm áo giữ lại không được, ai nấy cho rằng mao tiêu sẽ chết nên lấy hành lý của mao tiêu chi nhau mao tiêu đi đến cửa khuyết phục vào đống thay kêu to tôi là khách nước tề tên là mao tiêu xin dâng lời can đại vương vua tần sai nội thị ra hỏi là can việc gì có dính dáng đến việc của thái hậu không mao tiêu nói tôi chính vì việc ấy mà đến nội thị vào tâu vua tần nói người nên chỉ đóng thay ở dưới cửa cho người ấy biết. Nội thị ra bảo với Mao Tiêu, ông có thấy thay chồng chất không? Sao không sợ chết ư? Mao Tiêu nói, tôi nghe trên trời có 28 sao giáng xuống đất thì làm chính nhân. Này số chết đã 27 người rồi, còn thiếu một. Tôi đến đây muốn chết cho đủ số. Xưa nay, ai là không chết, tôi đây lại sợ chết ư. Nội thị vào tâu Vua Tần cả giận nói, Tên cuồng này dám trái lệnh cấm của ta. Rồi sai đặt chảo nước sôi để sẵn, nói rằng, Ta sẽ luộc sống tên này, để hắn không được chết vào đống thay cho đủ số 28. Nói xong vua Tần chống gươm ngồi, lông mày trợn ngược, giận sôi bọt mép, chỉ đợi mau tiêu vào là luộc. Mao Tiêu cố tình đi rón rén, nội thị dục. Mao Tiêu nói: tôi đến trước mặt vua thì phải chết ngay hoãn cho tôi chốc lát thì có hại gì nội thị thương tình dắt vào trong màu tiêu đi đến dưới thềm dập đầu lạy hai lạy nói tôi nghe nói kẻ sống không kiên nói đến cái chết kẻ có nước không kiên nói chuyện mất nước kiên nói cái chết cũng không làm cho mình sống lại được kiên nói mất nước cũng không làm cho nước còn cái kế sách mất còn sống chết đức minh chủ cần phải biết Chẳng hay đại vương có muốn nghe không? Vua Tần hơi dịu. Người có cái gì cứ nói ta nghe. mao tiêu nói. Kẻ trung thần không tiếng lời nói ai à vua thì đấng minh chủ không làm việc cường bạo. Vua làm việc cuồng bạo mà bề tôi không nói là bề tôi bất trung. Bề tôi có lời ngay thẳng mà vua không nghe là phụ lòng bề tôi. Đại vương có việc làm trái đạo trời mà không tự biết kẻ bề tôi hèn mọn này có lời ngay thẳng trái tai mà vua lại không muốn nghe cho nên tôi e rằng nước tần từ nay nguy mất vua tần dịu hẳn hỏi nhà ngươi định nói việc gì ta bằng lòng nghe mao tiêu hỏi có phải ngày nay đại vương đang quan tâm đến việc khắp thiên hạ đó không vua tần nói phải mao tiêu nói thiên hạ sở dĩ tôn tần không phải chỉ vì sợ oai lực đại vương, mà vì cho rằng đại vương là hùng chủ cả thiên hạ và cả trung thần, hiền sĩ đều hợp ở triều đình vậy. Nay đại vương phan thay giả phụ là bất nhân, đập chết hai em là bất nghĩa, đầy mẹ ở cung hoắc dương là bất hiếu. Giết hại người can ngăn bỏ thay dưới cửa khuyết, thực không khác gì vua kiệt, vua trụ, Quan tâm đến việc toàn thiên hạ mà làm những việc như thế thì làm sao thiên hạ phục? Sư kỳ vua thuấn hết lòng thờ bà mẹ cay nghiệt hết đạo mà được làm vua. Vua kiệt giết bàn long, vua trụ giết tỷ can mà thiên hạ đều làm phản cả. Tôi tự biết là tất chết nhưng e rằng sau khi tôi chết sẽ không còn ai dám nói nữa. Lời nguyền rũ ngày càng thêm, những người trung mưu không dám bày tỏ. Lúc ấy trong ngoài lìa tan, chư hầu làm phản tiếc thay đế nghiệp từng gần thành mà tự đại vương làm cho hỏng đi tôi nói hết rồi xin chịu luộc mao tiều nói xong lập tức đứng dậy cởi áo chực nhảy vào chảo nước sôi vua tần vội chạy xuống tay trái nắm lấy mao tiêu tay phải truyền tả hữu cất chảo nước mao tiêu nói đại vương đã yết bản cấm người can không luộc tôi thì ai sợ vua tần lại sai cất bản sai tả hữu đưa áo cho mao tiêu mặt mời ngồi và nói những người càng trước chỉ kể tội quả nhân chưa hề nói rõ cái lẽ còn mất nay trời sai tiên sinh đến mở sự ngu tối cho quả nhân quả nhân xin theo đúng như lời thí dụ b một chỗ không thể dung hai con chim nước hàn có công tử phi giỏi về môn học hình danh pháp luật thấy nước hàn suy thoái mấy lần dân thư lên vua hàng, vua đều không dùng. Đến lúc quân tần đánh hàng, vua hàng sợ. Nhưng đó công tử phi muốn sang tần mong được vua tần dùng, xin vua hàng cho mình đi xứ để cầu hòa. Phi đến hàm dương ý kiến vua tần, nói hàng xin nộp đất làm phiên thuộc. Vua tần vui mừng. Phi nhân đó nói rằng, tôi có kế phá được tung ước các nước, hoàn thành được mưu kim tính của Tần. Đại vương dùng kế của tôi, nếu không thu phục được các nước thì xin chém tôi, đem rau khắp nơi để làm gương cho những kẻ bề tôi bất trung. Rồi đem dân những bộ sách của mình như Thuyết Nang, Cô Phẫn, Ngũ Đô, Thuyết Lâm, tất cả hơn 10 vạn chữ. Vua Tần xem xong lấy là hay, muốn dùng phi làm khách khanh cùng bàn việc nước. Lý Tư ghen tài, dèm rằng các công tử chư hầu đều thân với người thân của mình, có đâu lại để cho người khác lợi dụng. Tần đánh hàng, vua hàng sợ sai phi và tần, biết đâu hàng chẳng dùng kế phản gián, vậy không nên dùng. Vua tần nói, vậy thì đuổi đi hay sao? Lý Tư nói, xưa công tử vô kỵ nước ngụy công tử bình nguyên nước triệu đã từng ở tần, tần không dùng thả cho về nước, sau lại hại tần. Phi có tài chi bằng giết đi để cắt vây cánh nước Hàn. Vua Tần bèn giam Hàn Phi ở Hàm Dương. Khi sắp bị đem đi giết, Hàn Phi hỏi, ta có tội gì? Tên coi ngục nói, một chỗ không thể dung được hai con chim. Đời bây giờ người có tài nếu không dùng thì tất đem giết chết, cứ gì phải có tội. Hàng Phi bèn khẳng khái ngâm thơ, đêm ấy lấy giải mũ tự thắt cổ, Thí dụ C, cách đối đãi với người sẽ làm thịt mình. Một hôm, vua Tần cùng Lý Tư bàn việc, khen tài Hàng Phi, ngỏ ý tiếc Hàng Phi đã chết. Lý Tư nói, tôi xin tiến cử một người họ úy tên Liêu, người ở Đại Lương, tinh thông binh Pháp, tài gấp 10 Hàng Phi. Vua Tần hỏi, người ấy ở đâu? Lý Tư nói, hiện nay người ấy ở Hàm Dương, nhưng người này rất tự phụ, không thể lấy lễ bề tôi mà dùng được. Vua Tần bèn cho đi mời theo lễ tân khách. Quý liêu đến, thấy vua Tần chỉ vái dài không lại. Vua Tần đáp lễ gọi là tiên sinh. Quý liêu nói, đối với một nước mạnh như Tần, hệ các nước lìa nhau thì dễ lấy hết, hợp lại với nhau thì khó đánh. Đại vương cần nghĩ đến điều này. Vua Tần hỏi, muốn cho các nước lìa nhau thì tiên sinh có kế gì không? Úy liều nói, nay việc cá nước đều do bọn hào thần quyết định, mà bọn này không phải là người trung trí cả, chẳng qua cốt để có nhiều tiền của để vui chơi. Nếu đại vương không tiếc tiền của trong kho, đem đút lót cho bọn hào thần các nước ấy, làm rối cái mưu của họ, thì chỉ mất ước 30 vạn cân vàng có thể lấy được hết các nước. Vua Tần bằng lòng lắm, Tôn úy Liêu làm thượng khách, cho ăn mặc như mình và thường đến quán xá quỳ xin dạy bảo. Úy Liêu nghĩ, xét kỹ vua tần mũi to, mắt dài, ngực ưỡng, tiếng như gầm, là người tàn khắc ít ân. Lúc có việc thì chịu khuất với người, lúc xong việc thì khinh bỏ người. Nay thiên hạ chưa thống nhất nên chịu khuất thân với bọn áo vải, nếu đắc chí thì người trong thiên hạ đều sẽ bị làm thịt cả thôi một đêm úy liêu bỗng bỏ đi, kẻ coi quán vội báo với vua Tần. Vua Tần tưởng như mất cánh tay, vội vã sai người đuổi theo mời lại. Rồi cùng úy liêu lập lời thề, bái làm thái úy, chủ việc binh, các đệ tử của úy liêu đều được làm đại phu. Vua Tần trích nhiều tiền kho sai các sứ giả đi đến các nước xem bề tôi hiện cầm quyền, được nhà vua yêu mến, đúc lót nhiều tiền để nắm tình hình. Vua Tần lại hỏi Úy Liêu nên kim tính nước nào trước, nước nào sau. Úy Liêu đáp, hàng yếu dễ đánh nên đánh trước, thứ đến triệu và ngụy. Đã thông tính được ba nước ấy thì đem quân đánh sở, sở mất thì tề không còn. Lạm bàn, ba người du thuyết vừa Tần, Mao Tiêu và Úy Liêu thì thành công, còn hàng phi thì thất. Bại và bị giết. Một, Mao Tiêu Giả muốn chết cho đủ số nhưng lại sống và được trọng vọng. Bí quyết can gián của Mao Tiêu như Vua Tần đã nhận định những người can trước chỉ kể tội quả nhưng chưa hề nói cái lẽ còn mất. Người ta có lỗi, kể lỗi để cho người ta sửa đổi chưa phải là thượng sách, còn chuốt họa vào thân như 27 người can gián Vua Tần, cho người ta thấy sự lợi hại của việc nhận lỗi và tìm cách chuộc lỗi là điều quan trọng, làm cho người có lỗi thấy khi chuột lỗi thì tăng thêm uy tín, thu phục được những người khác trong thiên hạ, tất nhiên người ta phải nghe theo. Hai, quý Liêu thì rất mực khôn khéo, mới gặp vua Tần đã đánh trúng tâm lý, ước muốn của nhà vua là làm sao đánh bại thôn tính các nước, nên được vua Tần trọng vọng ngay. Nhưng sợ vua Tần không thi hành kế sách của mình, nếu có thi hành thì sau khi các nước bị đánh bại cũng sẽ chết dưới tay vua Tần do đó tìm cách bỏ đi. Vua Tần mời lại, lập lời thề, tức là mưu kế mình sẽ được dùng, mạng sống được bảo đảm, lúc ấy mới tung thêm các sách lược còn lại. 3. Hàng phi du thuyết thất bại do nhiều lẽ Thứ nhất là người nước Hàng nước đang thù địch với Tần. Thứ hai, mặc dù rất giỏi nhưng đưa ra một mớ sách vở, phải đọc nghiền ngẫm mới thấy cái hay cái dở. Thực chất vua Tần chỉ cần kế sách được trình bày ngắn gọn, có thể thực hiện được ngay như kiểu úy liêu. Nếu Hàng Phi nói ngay sách lược thì chưa chắc Lý Tư đã có thì giờ dèm pha và hãm hại được. Bệnh giấy tờ, sách vở cũng đã tham gia vào tội sát thân của Hàng Phi. Thứ ba, như người coi ngục đã nói, một chỗ không dung được hai con chim. Đời bây giờ, người tài không dùng được thì đem giết, cứ gì phải có tội chắc trước khi vào tầng, hàng phi không lường bên cạnh vua tầng không còn chỗ cho mình, vì đã có lý tư. Ưu ừ điểm của người tài là làm những việc ít quốc lợi dân, nhưng khuyết điểm của người tài là khi đã ghen ghét thì dèm pha nhau, giết hại nhau bằng lý luận, dẫn chứng chặt chẽ, độc địa, giết muối như không. Cho về thì thêm vây cánh cho kẻ thù, dùng thì sợ phản gián. Người bị dèm chỉ có một con đường duy nhất là đi về phía nấm mồ. Thường người tài hay muốn độc tôn, một minh một chợ, một mình một cõi, tha hồ thao túng chính trường chốc trời khuấy nước thiên hạ. Chính vì vậy, Chu Du đã từng hộp máu và than thở, trời đã sinh Du sau còn sinh ra lượng. 4. Người ta vì nghề căng gián, du thuyết vua chúa hoặc là nghề làm tham mưu, quân sư như vuốt vẫy rồng. Tương truyền ai vuốt thuận theo chiều vẫy rồng thì sống nếu vuốt theo chiều nghịch vẫy rồng thì bị cắt chảy máu mà chết. Năm, có người cho rằng, xưa nay kẻ sĩ, mưu sĩ thường là kẻ làm thuê cho vua chúa. Nghề làm thuê này rất bấp bênh nguy hiểm. Khi đã thông tính xong nước địch, săn hết thỏ thì chó săn bị thịt thôi, tương tự như câu chuyện sau. Thí dụ đê, còn thừa bốn thuật đem xuống âm phủ. Văn chủng tâu với việc vương câu tiễn, Tôi nghe nói, con chim bay ở trên mây cao chỉ chết vì miếng ăn ngon. Còn cá lặn ở vực sâu chỉ chết vì mùi thơm. Này chú công muốn báo thù nước ngô thì phải tìm xem ngô thích cái gì thì mới có thể trị nổi. Câu tiễn nói, dẫu tìm được điều họ thích nhưng làm thế nào để trị nổi họ? Văn chủng nói, tôi nghĩ cách phá ngô có bảy kế. Một chịu tốn của cải làm cho vua tôi nước ngô bằng lòng. 2. Lấy giá đắt mua thóc để làm nước ngô thiếu lương thực. 3. Đem mỹ nữ sang dân nước ngô làm vua ngô bị mê hoặc. 4. Đem thợ khéo, gỗ tốt sang dân để ngô làm cung thất tổn hại tiền của. 5. Dùng kẻ mưu thần để làm cho nước ngô loạn. 6 hại kẻ trung thức làm cho nước ngô thế cô bảy tích của luyện quân để đợi địch suy yếu sau khi thôn tính được nước ngô câu tiễn lo văn chủng có tài làm phản một hôm ngô phù sai đến thăm văn chủng văn chủng giả bệnh câu tiễn cởi thanh kiếm ra ngồi xuống và hỏi văn chủng ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo của mình không thi hành được Nhà ngươi có bảy thuật ta mới thi hành có ba đã diệt được nước ngô, còn thừa bốn thuật nhà ngươi định dùng để làm gì? Văn chủng nói Tôi cũng không biết dùng để làm gì Cầu tiễn nói Hay nhà ngươi đem bốn thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Việt ở dưới âm phủ, phỏng có nên chăng? Cầu tiễn nói xong lên xe về, bỏ lại thanh kiếm văn chủng lấy xem chính là thanh kiếm của ngô phù sai đưa cho ngũ viên tự tử khi trước văn chủng vừa than thở vừa cười rồi rút gươm tự vẫn câu tiễn nghe tin mừng lắm đem chôn văn chủng ở ngoại long sơn lạm bàn một hai người phò tá câu tiễn lúc hoạn nạn là phạm lãi và văn chủng thông tính xong nước ngô phạm lãi xin từ quan và viết thư khuyên văn chủng Vua mù con nói giống thỏ hết thì chó săn tất bị giết mổ. Địch quốc đã diệt thì mưu thần chẳng còn. Ngài không nhớ hay sao? vui việc môi dài. Mỏ quạ là người những tâm mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được chứ cùng lúc an lạc thì không được. Nếu ngài không đi tất có tai vạ. Phạm lãi cao bay xa chạy nên không gặp tai họa. Văn chủng trần trừ không quyết nên mang họa vào thân. 2. Biết người và rút lui đúng lúc cũng là mưu kế phòng thân, bảo toàn thân danh và mạng sống của nghề mưu sĩ. Kế thứ ba, tùy tâm sở dục tùy lòng ham muốn. Tùy tâm sở dục tức là tùy theo lòng ham muốn, không nên đem cái ham muốn của mình áp đặt cho người. Tùy theo sở thích ham muốn của người thì thành công. Áp đặt sở thích ham muốn của mình cho người thì không thành công. Muốn thực hiện kế này, phải biết rõ sự kết hợp giữa người với người vì đạo đức vì chí hướng vì của cải biết được sự kết hợp này thì muốn vào thì vào muốn ra thì ra muốn gần thì gần muốn xa thì xa muốn được thì được muốn mất thì mất nói cách khách là thực hiện mưu kế một cách dễ dàng thí dụ a giá người thấp hay cao tô tần trường nghi từ khi từ tả quỷ cốc tiên sinh xuống núi Trương Nghi thì về nước Ngụy, Tô Tần thì về Lục Dương. Ở nhà Tần còn có mẹ già, một anh hai em, anh mất sớm, chỉ còn người chị dâu ở quá, hai em là Tô Đại, Tô Lệ. Mấy năm cách mặt, ngày nay gặp lại, cả nhà ai nấy đều vui mừng. Vài ngày sau, Tô Tần muốn đi chơi các nước, mới xin mẹ già cho bán gia tài để làm hành phí, mẹ già, chị dâu hết sức can ngăn, nói rằng Quý tử không chịu cày cấy, buôn bán làm ăn, chỉ muốn đem mấy tấc lưỡi để kiếm giàu sang, bỏ cái nghiệp đã thành cầu cái lợi chưa được, sau này nghèo túng còn hối sao được. Tô đại, Tô Lệ cũng nói rằng: "Anh nếu giỏi thuật du thuyết, sao không đến thuyết ngay Chu Vương, cũng có thể thành danh được ở bản hương, cần gì phải đi đâu xa?" Tô Tần bị cả nhà ngăn trở, bèn đến xin ý kiến Chu Hiến Vương bày tỏ cái thuật tự cường, vương mời lại ở quán xá. Tả hữu đều biết tô tần vốn con nhà làm ruộng, ngờ chỉ là người nói hảo huyền, không có thực dụng, không chịu cất nhắc với chu hiến vương. Tô tần lưu lại quán xá đến hơn một năm trời không thể tiến thân được, bực tức bỏ về nhà, bán hết gia sản được một trăm giật hoàng kim, may được một cái áo lông điêu màu đen, sắm sửa xe ngựa, có đủ kẻ hầu người hạ rồi du lịch các nước xem hình thể núi sông và phong tục nhân dân rõ hết các điều lợi hại trong thiên hạ như thế đến vài năm mà vẫn chưa gặp vua nào biết dùng tô tần nghe nói vệ ưỡng được phong làm thương quân được tần hiếu công tin dùng lắm bèn đi sang hàm dương nhưng đến nơi thì tần hiếu công đã mất thương quân cũng chết bèn xin vào yết kiến huệ văn vương huệ văn vương cho triệu tần vào trong điện hỏi rằng tiên sinh không quản ngàn dặm xa xôi mà đến tệ ấp, chẳng hay có điều gì dạy bảo quả nhân. Tô Tần thưa rằng, tôi nghe nói đại vương đòi chư hầu cắt đất để hiến cho nước Tần, ấy có phải muốn ngồi yên mà kềm chế thiên hạ chăng? Huệ vương nói, phải, Tần nói, đại vương đông có hàm cốt, hoàng hà, tây có hán trung, nam có ba thục, bắc có hồ lạc, bốn mặt đều thiên hiểm, đồng ruộng tốt có ngàn dặm, quân lính giỏi có trăm vạn. Trên có cái đức của đại vương, dưới có ước triệu sĩ dân, dựa vào đó. Tôi xin hiến mưu ra sức làm cho đại vương kim tính được chư hầu, thống nhất thiên hạ thay nhà chu mà xưng đế dễ như trở bàn tay. Có lẽ nào cứ khoanh tay ngồi yên mà thành sự được. Huệ văn vương vừa mới giết thương ưỡng xong, trong lòng vẫn ghét những tay du thuyết, bèn từ chối rằng. Quả nhân nghe nói lông cánh chưa đủ thì không thể bay cao. Những lời nói của tiên sinh, tiếc rằng quả nhân ngày nay chưa đủ sức làm, vậy xin đợi vài năm nữa, binh lực đủ, bấy giờ sẽ bàn đến việc ấy. Tô Tần lui ra, lại đem cái thuật của Tam Vương Ngũ Bá dùng công mà chiếm được thiên hạ chép thành một cuốn sách dày, cộng hơn 10 vạn chữ. Hôm sau đem dân Tần Vương, Tần Vương cũng có xem, nhưng tuyệt nhiên không có ý lưu Tô Tần lại. Tô Tần lại đến ý kiến tướng quốc công tôn diễn, ông này có lòng ghen tài, không chịu dẫn tiếng. Tô Tần ở lại nước Tần hơn một năm, trăm giật hoàng kim đều đã dùng hết, chiếc áo lông điêu màu đen cũng rách mướp, không còn biết xoay vào đâu, phải bán xe ngựa và đầy tớ lấy tiền làm lộ phí, rồi quẩy khăn gói đi bộ về nhà mẹ già thấy bộ tô tần lúng túng thì đem lời mắng nhiếc vợ đang dệt cưỡi trông thấy cứ ngồi yên chẳng chạy ra chào hỏi tần đói quá xin chị dâu cho cơm ăn chị dâu chối là nhà không có củi không chịu nấu cơm cho ăn tần chảy nước mắt nói rằng người ta mà nghèo hèn thì vợ không coi là chồng chị dâu không còn coi là em mẹ không còn coi là con nữa đó là cái tội của ta rồi lục tìm trong hòm sách được quyển thái công âm phù sực nhớ rằng quỷ cốc có nói du thuyết không gặp chỉ nên đọc cuốn sách này tự khắc có tiếng ít bèn đóng cửa xem sách suy tìm nghĩa kính cho bằng được ngày đêm không nghỉ đêm mỏi mệt quá muốn ngủ thì tự cầm dùi đâm vào đùi máu chảy khắp chân khi hiểu hết nghĩa lý tinh vi trong sách lại xem hình thế các nước xem xét kỹ càng như thế trong một năm đại thế thiên hạ như được nắm trong bàn tay liền tự an ủi rằng tầng này với sức học như thế này đem ra mà du thuyết với vua các nước há lại chẳng thấy được ngôi khanh tướng làm nên giàu sang ư? Tần bèn bảo hai em là đại lệ rằng sự học của ta đã thành có thể lấy giàu sang như bẩn các em nên giúp ta món tiền hành lý để ta du thuyết các nước nếu có ngày xuất thân ta sẽ dắt các em lại lấy quyển âm phù giảng giải cho hai em đại lễ cũng đều hiểu biết nên giúp cho tần món tiền hành lý tần từ biệt mẹ vợ và chị dâu muốn đi sang nước tần nhưng lại nghĩ rằng ngày nay trong bảy nước chỉ có nước tần là mạnh hơn cả có thể giúp nên đế nghiệp nhưng trước kia vua tần đã không chịu dùng ta nay lại đến nếu lại như trước thì còn mặt mũi nào trở về làng cũ nữa bèn nghĩ một kế làm cho các nước đồng lòng hợp sức với nhau để nước tần trở nên cô thế nghĩ vậy bèn sang nước triệu bấy giờ triệu túc hầu ở ngôi em trai là công tử thành là tướng quốc gọi là phụng dương phụng dương quân không thích nghe tần bèn bỏ triệu sang yên xin vào ý kiến yên văn công nhưng những người tả hữu chẳng ai giúp ở hơn một năm tiền lương đã cạn phải nhịn đói ở nhà trọ Người trong nhà trọ động lòng thương, cho vay một trăm dòng tiền, Tần nhờ đó mà có cái ăn. Bỗng gặp lúc yên văn công đi chơi, Tần phủ phục bên đường. Văn công hỏi họ tên, biết là Tô Tần, mừng mà nói rằng. Nghe nói tiên sinh năm trước dân một tập thư mười vạn chữ cho vua Tần, quả nhân lòng hâm mộ. Tiếc vì không được tập thư ấy, nay tiên sinh hạ cố đến, thật là may cho nước yên lắm nói rồi quay xe về triều cho triệu tần vào cúi đầu mà xin lời dạy bảo tô tần tâu rằng đại vương ở trong hàng chiến quốc đất vuông hai nghìn dặm binh giáp vài mươi vạn xe sáu trăm cổ ngựa sáu ngàn con nhưng so với trung nguyên thì không bằng một nửa vậy mà tai không nghe tiếng ngựa sách giáo vàng mắt không thấy cái nguy đổ xe chém tướng được yên ổn như thế này đại vương có biết vì cớ gì không yên văn công nói quả nhân không biết tần lại nói nước yên sở dĩ không bị binh đao là nhờ có nước triệu đứng che đại vương không biết kết giao với nước triệu gần mà lại cắt đất để nịnh nước tần xa chẳng là dại lắm ư yên văn công nói vậy thì làm thế nào tần thưa rằng cứ như ý ngu này chi bằng kết thân với triệu rồi kết liên với các nước cùng nhau hợp sức chống tần đó là cái yên trăm đời đó yên văn công nói tiên sinh muốn dùng kế hợp tung để yên nước yên đó là sở nguyện của quả nhân nhưng sợ chư hầu không cùng lòng thì sao tần nói tôi dẫu bất tài xin diện kiến chư hầu để định tung ước yên văn công cả mừng giúp vàng bạc và xe ngựa sai tráng sĩ đưa tần sang triệu bấy giờ phụng dương quân triệu thành đã mất Triệu Túc Hầu nghe nước yên đưa khách đến, bèn xuống thèm đón, nói rằng, Thượng khách hạ cố đến đây, có điều gì dạy bảo quả nhân? Tôi tần tâu rằng, tôi nghe nói hiền sĩ trong thiên hạ đều ngưỡng mộ cái đức của quân Hầu và muốn bày tỏ tâm phúc. Chỉ vì Phụng Dương Quân là người ghen ghét tài năng, cho nên những du sĩ đều dừng chân không tiếng, cuốn lưỡi không nói, nay Phụng Dương Quân đã mất nên tôi mới đến dân tấm ngu trung. Tôi nghe, giữ nước không gì bằng yên dân, yên dân không gì bằng chọn nước mà giao hiếu. Này các nước ở Sơn Đông chỉ có triệu là mạnh, đất rộng hơn 2.000 dặm, quần lính có vài mươi vạn, xe nghìn cổ, ngựa vạn con, thóc đủ dùng trong vài năm, tần ghét nhất là triệu, vậy mà không dám đánh triệu là sợ có hàng, ngụy đánh úp ở đằng sau cho nên làm phên dậu phía nam cho nước triệu là hàng ngụy nhưng hai nước ấy không có núi sông hiểm trở một ngày kia quân tần đánh lấn hai nước hai nước đầu hàng thì họa sẽ đến nước triệu ngay tôi thường xem xét địa đồ thấy đất đai các nước hơn tầng ngàn dặm quân sĩ các nước cũng nhiều gấp 10 tầng nếu sáu nước cùng hợp làm một cùng nhằm về phía tây thì phá tầng chẳng khó gì này nước tần hiếp bách các nước bắt các nước cắt đất để cầu hòa không vì cớ gì mà cắt đất đó là tự mình phá mình mình phá người và mình bị phá trong hai điều đó điều nào là hơn theo như ý tôi chi bằng ước với vua các nước đến hợp ở hằng thủy cùng nhau ăn thề kết làm anh em tần đánh một nước thì năm nước cùng cứu nếu nước nào trái lời thề thì các nước cùng đánh tần dỗ cường bạo khi nào dám đem một nước cô thế để tranh được, thua với cả thiên hạ. Triệu Túc Hầu nói, quả nhân tuổi trẻ, nhận việc nước chưa được mấy năm, chưa hề được nghe diệu kế, nay thượng khách muốn hợp chư hầu để cử tần, quả nhân xin một lòng nghe theo. Rồi giao ngay tướng ấn cho tô tần, ban cho một tòa nhà lớn, lại cho trăm cổ xe, nghìn giật hoàng kim, trăm đôi bạch bít, gấm vóc nghìn tấm, cử là tôn ước trưởng. Tôi từng đi sang nước Hàn, vào ý kiến tuyên huệ cung nói rằng, nước Hàn rộng hơn 900 dặm, có vài mươi vạn quân, những cung nỏ cứng ở trong thiên hạ, đều ở nước Hàn mà ra cả. Nay đại vương thờ tần, tất tần đòi cắt đất làm tin, sang năm sẽ lại đòi nữa. Đất cát của Hàn có hạn mà lòng tham của tần vô cùng. Hai ba lần hàng phải cắt đất thì đất hàng hết mất Tục ngữ có nói, thà làm đầu gà chớ làm đuôi trâu. Đại vương có đức hiền, lại có quân mạnh mà chịu cái tiếng đuôi trâu, tôi lấy làm xấu hổ lắm. Tuyên Huệ vương nói, quả nhân xin đem cả nước mà nghe lời dạy của tiên sinh, theo thư ước của triệu đã định. Rồi cũng tặng tô tần trăm giật hoàng kim, tô tần lại lần lượt đi đến các nước ngụy, sở, tề, đến nước nào cũng nói các lễ lợi hại của nước ấy, kết cục bảo nên cùng liên hợp cho mạnh sức để chống lại Tần. Vua nước nào cũng lấy làm phải và xin theo như kế hợp tung của Tô Tần. Tần liền về báo với Triệu Túc Hầu. Khi Tần đi qua Lạc Dương, các nước đều sai xứ đi tiễn, nghi trượng cờ quạt, tiền hô hậu ủng, xe ngựa và xe chở đồ nặng liên tiếp đến 20 dặm không hết, uy nghi không khác gì đấng vương giả đi dọc đường, các quan viên đều ra lễ chào. Chu Hiến Vương nghe Tô Tần sắp đến, sai người quát dọn đường xá sạch sẽ và bày cung trướng ở ngoài châu thành để đón. Bà mẹ già của Tần cũng chống gậy đi ra đường xem, hai em trai, chị dâu và vợ Tần đều nghiêng mắt không dám trông lên, một phú bốn phục cả ở ngoài bãi để đón. Tô Tần ngồi ở trong xe, hỏi chị dâu rằng, trước kia chị không nấu cơm cho tôi ăn sao ngày nay lại cung kính quá như thế người chị dâu nói tôi thấy quý tử ngày nay ngôi cao và tiền nhiều nên tôi kính sợ tôi tần ngậm ngùi than rằng tình đế xem giá lạnh giá người thành thấp cao ta ngày nay mới biết sự giàu sang là cần có lắm lạm bàn một qua đoạn trích từ vua chúa đến thứ dân mỗi người có mỗi sở thích khác nhau mẹ anh em vợ của tô từng thích từng học buôn bán cày ruộng thích giàu có cao sang tô tần thì thích làm nghề du thuyết làm khanh làm tướng cùng một kế sách của tô tần vua tần đọc không thích vua yên đọc lại thích thú hai mối quan hệ cũng khác nhau giữa tô tần với vợ chị dâu anh em không chỉ là ruột thịt mà còn có sự quan hệ của danh vọng tiền bạc vì vậy tô tần mới ngậm ngùi than tình đời giá lạnh giá người thấp cao ba sự liên minh của các nước là do lợi lộc tô tần đã đánh trúng vào tâm lý hám lợi của các vua chúa có người cho rằng hợp tung liên hoành lấy lợi lộc làm đầu liên kết với nhau là do lợi lộc tàn rã cũng do vàng bạc thuyết dĩ lợi vi tiên chữ lợi làm đầu đời nào cũng có nhưng có lẽ thời chiến quốc là thịnh hành và náo nhiệt nhất con nước vừa uống máu ăn thề liên minh với nhau, nhưng máu chứa khô thì đã bội ước. Đám mưu sĩ hợp bàn với nhau để chống liên minh của nước khác chẳng qua là kiếm danh vọng lợi lộc. Khi bị vàng bạc chi phối, há miệng mắt quay thì ai đi đường nấy. 4. Xét cho cùng, sở thích của con người tạo sức mạnh. Biết đánh trúng vào sở thích của một cá nhân cũng là một mưu kế. Thí dụ B, lưỡi còn là đủ trương nghi du thuyết bị tướng nước sở nghi ăn cắp ngọc đánh cho gần chết về được nhà vợ nhiếc mắng hừ không đọc sách không du thuyết thì đâu có cái nhã ước nam này trương nghi bảo vợ thử xem lưỡi ta còn hay mất người vợ cười đáp còn đấy trương nghi nói thế là đủ lạm bàn xét tô tần và trương nghi chí hướng sở thích đọc sách làm nghề du thuyết giống nhau. Xét về hai bà vợ, thì vợ Trương Nghi có vẻ vui tính, sở lợi hơn vợ Tô Tần.